bởi vậy người ta nói đúng không bạn? Người ta nói chứ rỡ tú tài ăn đi chung sự cục đặc chứ bao giờ yêu chuyện nước non anh gì anh có mì con anh bọc ê qua cái thằng quẹt kia mày ở đâu mà tới đây la nói ôm sòm vậy mày? Chỗ ở của mày không phải ở đây. Chỗ ở của mày là ở trại thương phế binh trên làng Thủ Đức á. Đi đi mày. Quẹt. Cái gì quẹt? Rồi đấy mày cũng sẽ quẹt như tao. Mày làm nhảm cái gì đó? Tao nói cho mày biết, tao không có chỗ đi, không chỗ nghỉ, không chỗ ngồi, mà cũng không có chỗ nằm. Mày cho tao đứng giữa lưng đẳng một tí, mày làm khó dễ hoài vậy mày? À, nhưng mà không có nhân lệ gì hết. Tao bảo đi là phải đi. Được, mày muốn tao đi chứ gì? Nhà mày có rượu không? Mày cho tao uống một bữa tao đi liền. Tao hứa tao uống một bữa là tao đi liền. Chà, mày định nằm giả ở đây hả mày? Hả mày? Kìa, có phải anh Trần Hùng nữa không? Không, 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 không. Chúng em mình lầm rồi. Chúng em mình lầm người rồi. Cái tên Trần Hùng đã chết từ lâu rồi. Làm gì con trinh sống trước cõi đời này mà chưa được gọi nó? Mà chú em mình là ai? Tại sao lại biết Trần Hùng? Chúng em mình là ai? Đúng là anh Hùng rồi. Anh Hùng, em là thằng Bình đi anh. Mày là thằng Bình. Dạ, em là Huy Bình đi anh. Bình, anh Hùng, Bình. Gặp mày, tao mừng lắm Bình ơi. Em cũng không ngờ anh vẫn còn sống. Rồi tại làm sao thân thể anh lại cho anh nó nổi như vậy? Chuyện đời dài dòng lắm, cứ để từ từ đi rồi tao kể cho mày nghe. Thôi anh vào trong nghỉ. Không, không, ta không muốn nước vào mình. Mày có rượu, mày cho tao uống rượu đi mình. Ta muốn uống rượu, ta muốn quên hết, không còn muốn nhớ những gì trên cõi đời này hết thằng Bình à. Đây, rượu đây, anh uống đi. Rồi anh kể cho anh nghe tại sao anh còn sống được. Người ta đã báo tử anh rồi chứ mà. Phải đó mình, nó có đã cố ý định xử anh cho nên nó mới báo quốc tử anh là mình à. Mày biết không, tụi tao bị thương ở rừng Tây Ninh á. Tiểu đoàn của tao bị đánh tan tác hết. Thằng nào bị thương nhẹ được tụi nó kéo lên trực thăng, thằng nào bị thương nặng bò lết như tao nè, bị tụi nó đạp đó lại. Tao nè
tao cũng bị tụi nó đã bỏ lại. Nó còn cho pháo giặt lên đầu tao nữa chứ. Đúng là quân khốn nạn, quân khốn nạn thật mà. Giặt pháo à? Có lẽ là pháo lầm. Pháo lầm. Mình Mày nói là pháo lầm. Một sự nhầm lẫn có tính toán. Bình à, dễ hiểu quá mà Bình. Mày mới về nước, mày ngồi tại Sài Gòn đây, mày không hiểu không tin cũng phải. Mày trò pháo giặt chết hết những thằng thương với Bình như ta. Nó cho là cái thứ báo cơm ăn hại giết chết hết, để nó phi tan cái thất bại nhục nhã ê chề của nó là Bình. Bình à, mày đi lên chắc mày biết phân biệt đâu là giống đạn, đâu là miệng pháo mà đúng không? Đây, mình nhìn đi, đây là chống đạn hay là miệng pháo? Sao đứng cho còn mấy miếng đây nè? Mày mở to con mắt mày ra mà nhìn, rồi đây sẽ tới lượt mày cho Bình nè. Anh Hùng bình tĩnh lại anh. Nhưng nếu như vậy thì làm sao anh còn sống được? Mày biết không, sau đó tao cố bò lướt ra khỏi chỗ đó thì tao lại gặp những người ở phía bên kia. Bình, tao nói cho mày nghe, tao cứ tưởng họ giết tao rồi chứ, nhưng thật không ngờ, thật không ngờ họ băng bó vết thương lại cho tao, rồi tha cho tao đi. Cũng nhờ vậy mà tao mới sống được đến giờ này thôi Bình à. Thôi bỏ qua chỗ đó đi. À nè, anh về Sài Gòn khi nào và hiện giờ anh đang ở đâu? Biết không, tao về Sài Gòn để tìm lại mái ấm gia đình. Tao đi tìm kiếm vợ con tao, thì ơi mai là quá cho tan khôn nhỏ ngoại ô đã tan quan gì quá hoàng. Vợ con ta còn đâu nữa, về một phương trời nào sống cho biết ra sao, nên tao mới về tâm thần quen đi khắp thập nội ngoại ô tìm kiếm cho ra vợ con khốn khổ. Trời ơi, mãi tới hôm qua tao đi mới gặp ta, tao thấy rõ ràng vợ tao đã vừa bước xuống xe. Gặp ta với thằng mày cũng chung đi vào một tuần xa xứ hoàng. Chậm kia, đường ơi, nó mắng lắm tai ngơ, không buồn quanh lại nhìn tao. Anh Hùng, anh làm phải ai chết chị hương nào nỡ già.
chị đi chăng á thì chị cũng không ngờ nổi là anh. Vì tất cả chúng tôi đều tin rằng anh đã tới gần phải. Thà tao chết thẳng đi để khỏi tuổi kiếp sống thường. Họ tên đã khai tử mà xác thân còn liễu bêu. Mình tôi dồn dập tới đời.
lòng của cô gái bội phần ai cũng biết. Em không cần phải nói ra vì đâu trở thành khe mi. Hôm qua nghe anh gọi tên Hương dằn dằn, em sợ nhìn chỉ gặp người quen. Nhưng thôi anh hãy xem em như đã chết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để chúng ta tìm lại những ngày thơ mộng tù. Thương ơi, dù em đã làm gì, hiện tại ra sao, chẳng dần ta thiếu yêu em và sẵn lòng tha thứ cho em. Anh cầu xin em, cầu xin em còn về trong cũ và bên nơi từ một đứa con. Mình đã chung sống với nhau trong quá khứ thì phải thuộc về nhau trong hiện tại. Em mãi là vợ hiền, là lẽ sống của đời anh. Em đã bị kể trong tay các anh, ngay trong những giờ mà anh đây. Thì giờ đây xin em đừng bỏ anh một mình, với trái tim rốt máu và một mối căm hờn. Mình hãy quên tất cả, quên tất cả mà làm lại từ đầu nha em. Mình ơi, em không còn xứng đáng với mình nữa. Mình ạ, mình hãy cầm số tiền này mà em đi. Em không còn xứng đáng với mình nữa đâu. Anh hãy quên em đi. Mình hãy quên em đi mình ơi. Ai đã giết chết con tôi? Ai đã cướp đi cuộc đời tôi? Chính chúng mày, chúng mày đã làm tan nát cả gia đình tao. Tao phải giết chúng mày. Tao phải giết cả chúng mày. Số phận hiện tại của anh, tiền ở là của Mỹ lấy vợ tôi. Hay là tiền của vợ tôi lấy Mỹ.